Thưa quý vị, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh được triển khai trên địa bàn tỉnh đã bước đầu mang lại những kết quả thiết thực đối với cộng đồng và toàn xã hội, góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi người trong bảo vệ môi trường. Điều dễ nhận thấy là hoạt động bảo vệ môi trường đã trở thành thói quen khi cứ đến mỗi sáng Chủ nhật, người dân lại tự giác ra quân làm vệ sinh, thu gom rác thải tại khu dân cư nơi mình sinh sống. Một nét đẹp, một hành động rất ý nghĩa trong ngày cuối tuần. Sau một thời gian phát động, phong trào Ngày Chủ nhật Xanh đã thu hút đông đảo người dân trong tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia. Bằng các hoạt động thiết thực như ra quân xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phạt quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển, bóc tách quảng cáo. Kết quả đã góp phần quan trọng để môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch. Hơn ai hết, những người dân tại chính địa phương mình sinh sống là chủ nhân của phong trào. Đối với họ, giờ đây, mỗi sáng ngày Chủ nhật không còn là ngày dọn vệ sinh mà đã trở thành ngày hội để mọi người cùng nhau tham gia làm sạch môi trường. Tôi nói riêng và tất cả những người dân ở cái tổ 24 cũng như là phường Tây Lộc nói chung là đều rất là nhiệt tình và hưởng ứng. 5 giờ sáng và 6 giờ chiều. Đó. Còn mà khi mà các ban ngành đến thì cũng người ta nghỉ ngơi rồi. Họ làm rồi, thì họ làm rất là tốt rồi, chứ không phải là chờ đến là người về kiểm tra và người kiểm tra đó là cái ý thức của cái người dân ở đấy là họ tự giác rất là tốt, họ đã làm rất sớm. Đối với tổ dân phố này, cái chi bộ này, trên 80% người dân tham gia đối với các ngày thực hiện cái chủ nhật xanh, dân thì người ta thấy cái mặt lợi về cái vệ sinh môi trường, về cái xanh sạch đẹp của hoa nở bốn mùa đấy. Thì ta càng ngày người ta càng thấy và chăm sóc, đặc biệt là trồng tỉa, bảo vệ, chăm sóc hàng ngày. Tất cả những cái ý thức đó trở thành cái tinh thần tự giác của mỗi người dân trong tổ dân phố. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh đã bước đầu mang lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Tính đến nay đã có hàng ngàn đợt ra quân với hàng triệu người tham gia. 152 trên 152 phường xã đã tổ chức các hoạt động Ngày Chủ nhật Xanh. Trong quá trình tổ chức, triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo từ chính quyền, đoàn thể và đặc biệt từ chính người dân. Từ chỗ phải kêu gọi vận động tham gia mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, đến nay người dân đã chủ động tham gia phong trào một cách tích cực. Nên là không mất luôn cái là Ngày Chủ nhật Xanh, là Ngày Chủ nhật Xanh cũng ra. Và hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào cũng một tháng 30 ngày, ngày nào cũng bà con cũng cắt cử rồi là vận động nhau ra để làm rất thiết thực. Một cái ý nghĩa đó là nó đi sâu vào trong cái nhận thức của từng người dân, giống như chú cũng thế thôi. Ngày nào ngày rồi ngày đi bẩn thì ngày mai đi lấy gầu rám vực nước đi tưới hoa, ngày kia đi trồng cỏ chỗ nào chết thì thêm bà con vô nữa để trồng lại để bảo đảm nó thường xuyên được hoa nở đẹp. Chính môi trường xanh sạch đẹp, mọi người nô nức giống như ngày hội, ai cũng mong đến ngày Chủ nhật để cùng tham gia làm vệ sinh đường xá sạch sẽ, rồi cùng gặp gỡ nhau để trò chuyện sau một tuần lao động. Vì vậy mọi người ai cũng tham gia đồng đều, không cần kêu gọi và nhắc nhở của những đoàn thể nào cả. Những lúc đầu bà con vẫn đang còn là bỡ ngỡ thì các đoàn thể hội nông dân, hội phụ nữ, mà nhất là đoàn thanh niên tham gia là theo là hội chính trị để là dọn dẹp đường xá, phạt quán bùi rầm, dọn dẹp vệ sinh. Về sau là những ngày Chủ nhật là phát động bà con là ở đâu là cũng là tham gia với là Ngày Chủ nhật Xanh, là trước mắt là dọn dẹp xung quanh ngôi nhà mình ở, vườn và đường. Sau đó là trồng những cây xanh để tạo nên những cảnh hoa và đẹp để là tạo nên một cái môi trường là xanh sạch đẹp. Ngày Chủ nhật Xanh đang lan tỏa sâu rộng từ khắp các cụm dân cư, nông thôn cho đến phố thị, đều tham gia làm sạch đường làng, ngõ xóm, xử lý điểm nóng về môi trường. Việc duy trì phát triển phong trào từ nhiều tháng nay cho thấy sự hưởng ứng và thay đổi lớn từ chính người dân trong việc bảo vệ môi trường, để mỗi người dân sẽ cùng với chính quyền địa phương tiếp tục chung tay xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng xanh, sạch, sáng.